Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ sáu, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, cả luôn Mỹ cũng đã lệnh cho Ukraine làm cái điều này vào lãnh thổ của chú Putin. Chú bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện rầm rộ những tên lửa siêu thanh của Anh đã có mặt tại chiến trường Ukraine. Nội dung thứ ba, 33 tỷ đô la để cho Ukraine có thể chiến đấu ít nhất 5 tháng nữa. Đây cũng là một cái điều mà chú Buri không thể nào tưởng tượng được. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Trước khi đi vào nội dung và chi tiết thì tôi này xin chia sẻ một cái tin, nó đến từ đài truyền hình của nước Nga. Và sau khi các bạn chúng ta nghe cái tin này, chúng ta thứ nhất là sẽ lo lắng, thứ hai là phải chuẩn bị, nhưng mà mình không biết chuẩn bị cái gì nữa các bạn ơi. Thì nó như thế này nè các bạn, vào tối hôm qua trên đài truyền hình của nước Nga, chú Putin đã tuyên bố một điều là như thế này: chúng ta sẽ không có chấp nhận thua hoặc là thiệt hại hay là thất bại tại Ukraine. Nếu những cái trường hợp này mà nó xảy ra thì bắt buộc chúng ta phải dùng tới cái phương án cuối cùng, đó là dùng tới cái hạt của chúng ta. Đó, các bạn biết rồi, chú này chú rất là cứng đầu, chú sẽ không bao giờ chấp nhận chịu thua Ukraine đâu các bạn ơi. Cho nên bây giờ tình thế thì hình như chúng ta sẽ không bao giờ thắng đâu. Tại vì sao? Càng kéo dài cuộc chiến thì chúng ta sẽ càng thất bại nặng nề. Thứ nhất là 40-50 nước quánh một nước thì các bạn suy nghĩ coi ai sẽ là người thắng. Cho nên bây giờ chúng ta phải liều thôi. Tức là chúng ta nói no, cái chuyện đó tôi không thể nào chấp nhận được, làm sao tôi phải thua người Ukraine được, tôi phải thắng. Cho nên nếu tôi thua, tôi phải dùng tới cái hẹn. Đây cũng là một cái thông tin chúng ta phải lo lắng và chuẩn bị, nhưng không biết chuẩn bị cái gì nữa đây. Tại vì khi chúng ta dùng cái hẹn thì tất cả vòng quanh thế giới hầu như là các bạn ở nơi nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, không nhiều thì cũng ít đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới cái chuyện rầm rộ hàng trăm tên lửa chống hạm siêu thanh đời mới của nước Anh đã có mặt tại Ukraine. Và theo như Bộ Quốc phòng Anh cho biết là một lô tên lửa có cái tên là Brimstone siêu thanh để chống hạm. Đây cũng là một cái điều mà quân đội Ukraine đang cần. Tại vì trong cái thời gian vừa qua, Ukraine cần những cái vũ khí hạng nặng như thế này để đáp trả, để quánh trả lại chú Buri. Bây giờ thì hầu như 40 quốc gia, gồm có cả khối NATO cộng với đồng minh, đối tác, bạn hữu, chiến hữu gì đó, rầm rộ lại ủng hộ vũ khí hạng nặng rồi, để cho Ukraine đáp trả lại, đánh trả lại. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Vào ngày hôm qua, đây các bạn nghe kỹ nha, trong một cái cuộc họp tại Quốc hội Mỹ thì chú Bảy đã đưa ra một cái ý kiến là chúng ta đề xuất thêm 33 tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho Ukraine, để giúp Ukraine có thể mà chiến đấu ít nhất 5 tháng nữa. Các bạn nghe chưa? 5 tháng nữa. Còn phía bên chú Nga thì bây giờ sao? Kiệt quệ, kinh tế không có, bán dầu không được, đô la không có, hamburger không có, nôm na là vũ khí thì cũng không ai tiếp tế. Cho nên nếu mà 33 tỷ này mà đến đất nước Ukraine thì coi như chú Buri sụm bà chè luôn các bạn ơi. Mời các bạn nghe kỹ nhé. Thì vào ngày hôm qua tại Washington DC, theo như hãng thông tấn AP cho biết là Tổng thống Mỹ Joe Biden có cái nickname là chú Bảy đã yêu cầu quốc hội cung cấp thêm 33 tỷ để giúp Ukraine đương đầu với cuộc xâm lăng của chú Putin. Và đây là một cái có thể nói là một cái sự mà hỗ trợ mà nước Mỹ
lớn nhất của nước Mỹ mà chưa bao giờ có đối với một cái quốc gia nào đó các bạn. Thì bên cạnh đó, chú Bảy cũng yêu cầu Quốc hội Mỹ là bán hết tất cả những cái tài sản mà tịch thu được á, của bên phía chú Buri á, bán hết để gom tiền đưa cho Ukraine. À, tại vì sao? Đây cũng là một cái nó gọi là một cái hậu quả trừng phạt cho chú Putin. Tại vì chúng ta trong thời gian vừa qua đã tàn phá Ukraine, coi như là tan tầm xíu quách. Nó nôm na là chú phá nhiều hơn là chú chiếm nước người ta đó các bạn ơi. Và đây cũng là một cái điều mà vui cho đất nước Ukraine đó các bạn. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới cái chuyện bây giờ cả luôn Mỹ cũng đã đồng ý cho Ukraine làm cái điều này. Và cái điều này sẽ làm cho chú Putin có thể nói là bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy điều đó là điều gì? Mời các bạn nghe nhé. Thì cách đây 48 tiếng đồng hồ, bên phía Anh có đưa ra một cái kế hoạch cho Ukraine là bây giờ tấn công vào cái phía sau, cái hậu cần, cái chỗ mà tiếp tế đó cho quân đội Nga tại chiến trường Ukraine đó, tấn công vào cái chỗ đó để cắt đứt cái hậu cần, cắt đứt cái đuôi, để cho ở phía cái đầu đó, nó đói, nó thiệt hại, nó không có cái gì thì nó sẽ bị rụng rời và bị thua. Rồi sau đó đánh thẳng vào lãnh thổ của Moscow luôn, Moscow luôn. Sau khi Anh đưa ra cái đề nghị đó, cái ý kiến đó, thì chú Buri đã tức giận rầm rộ lên và chỉ thẳng mặt Anh, nói là nếu Ukraine mà làm á, tôi không có quánh cái thằng làm mà tôi quánh cái thằng xui. Thì sau đó vào ngày hôm qua tại Washington DC, đây các bạn nghe kỹ nha, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã đưa ra một cái bật đèn xanh nữa cho Ukraine là đúng, cái điều đó là đúng. Tại vì Ukraine cần phải làm hết tất cả những gì trong khả năng cần làm để giành lại chủ quyền độc lập và chống lại cái cuộc xâm lăng của chú Buri. Tức là ông Ngoại trưởng Mỹ, ông nói như thế này là nước Anh và tôi đồng ý cho Ukraine làm những cái điều đó. Ukraine có quyền chống trả, quánh trả, đánh thẳng vào Moscow, đánh thẳng vào lãnh thổ của chú Putin, không có ngần ngại e dè gì nữa. Tại vì trong cái thời gian vừa qua, Ukraine chỉ tự vệ và chỉ đứng đó chờ chú Buri quánh rồi chống trả rồi cự lại thôi, chứ không có quánh qua phía bên kia. Bây giờ sau khi Anh và Mỹ bật đèn xanh ra lệnh cho Ukraine, thì bây giờ Ukraine đã bắt đầu tấn công rầm rộ vào cái lãnh thổ của chú Buri rồi. Vào sáng hôm nay, cách đây mấy chục phút, Tony đã cập nhật được một cái thông tin là Ukraine đã bắn tên lửa rầm rộ vào những cái tàu điện hay là tàu xe lửa gì của chú Buri ở bên đất nước Nga đó các bạn. Thì đây cũng là một cái điều mà làm cho chú Buri có thể là sẽ đi vào đường cùng và dùng cái hạt đó các bạn ơi. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ sáu, Tony cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất, mới nhất liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận bên dưới cái video để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai, xem về nhà cửa, cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, phong cảnh, thức ăn, xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký của channel thứ hai và bấm luôn cái chuông để nhận được những cái video mới nhất trong channel thứ hai nha. Have a good day, have a good week. Bye bye.